chung là lý do cũng không phải là mình chọn lựa để cái chuyện tránh thai của mình cao cấp hay không, yeah. Nhưng mà do cái cơ địa của bác Hạnh là nó máu kinh nhiều quá, yeah. Vậy nha chị, mỗi lần chị khám đứng lên cái là thôi lại phải đi thay đồ liền, nó ra em nhiều. Thì em thì máu ít đó, đấy thì không cần cái này, yeah. Không cần nội tiết là để điều trị cả những cái chuyện mà liên quan đến kinh nguyệt nữa.